Quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Thưa quý vị và các bác các anh em, trong buổi tối ngày hôm nay ngày 28 tháng 10 năm 2019, đây là một video clip lần thứ hai em test trong buổi tối ngày hôm nay. Clip trước em test đôi loa BMB DSC2000C. Và ngay bây giờ clip này thì em sẽ test một đôi loa JBL. Một đôi loa có một cái giá thành cực kỳ ngon, bổ rẻ, chất âm rất hay. Đúng là ngon bổ rẻ nhưng chất âm tê tái lòng người Việt. Thưa quý vị và các bác các anh em, một đôi loa JBL KS310. Dòng này trong cửa hàng của nhà em bán rất nhiều ở trên khắp mọi miền Tổ quốc ta. Và cái số lượng bán đã không thể kiểm kê được và đã bán không thể nhớ và đếm được nữa. Quý vị và các bác các anh em thân mến, một đôi loa có một giá thành cực kỳ ngon, bổ rẻ, chất âm mang lại tuyệt vời. Các bác có thể nghe nhạc và hát hò ở trên đôi loa này rất hay. Và một cái phương án em xin nhắc nhở cho quý vị và các bác các anh em biết rằng, chúng ta một gia đình chỉ cần một cục đẩy, một con vang và một đôi loa như thế này. Nếu các bác chơi mỗi một phương án hay hơn nữa thì các bác có thể ghép liền một nút hai đôi loa giống như thế này cho em. Các bác hát karaoke liền một nút hai đôi loa như thế này thì các bác sẽ có một phương án cực kỳ hay. Và cái phương án này thì các bác ghép không cần phải trầm nữa mà cái giá thành thì lại rất là rẻ các bác nhá. Cái giá thành của đôi loa JBL KS310 này trong thời điểm này em phân phối bán cho quý vị và các bác các anh em với một cái mức giá là 4.600.000 đồng, không bao gồm cước vận chuyển. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến cái sản phẩm một đôi loa vô cùng quen thuộc sử dụng lâm châm kép. Cái củ cốt của lâm châm loa là sử dụng lâm châm kép màng giấy tổng hợp các bác nhé. Hay màng giấy tổng hợp gọi là màng giấy có sợi thủy tinh đan xen đó. Và gân của nó là gân cao su. Hàng này mới nguyên hộp xốp. Hàng mới nguyên hộp xốp các bác nhé. Còn nguyên hộp xốp luôn. Nó có một cái loa bát 20 năm. Củ 7 màu vàng óng có các thông số. Và các bác hãy tìm lại những cái clip đánh đôi loa JBL KS310 ra. Thì nó sẽ có những cái video em test rất nhiều và có những cái video em đã mở củ cốt cho các bác xem. Còn nếu như các bác thích, hãy vào Zalo bằng số điện thoại này của em. Em sẽ cho các bác xem củ cốt và đôi loa JBL KS310 này. Các bác nha, rất tuyệt vời. Một đôi loa ngon bổ rẻ, có chất âm hay. Nói về độ đẹp của đôi loa này thì em không cần phải nói nhiều nữa vì nó là hàng còn hộp xốp, có hộp xốp các bác nha. Hàng mới nguyên hộp xốp rất đẹp. Một đôi loa sử dụng bát 25 lâm châm kép màng giấy tổng hợp sợi thủy tinh đan xen và gân của nó là gân cao su. Chỉ cần hình dung thôi tiếng đã đánh rất lực rồi. Và nó có hai cái loa check hình ở ngoài là ngoài loa check kèn. Đó, rất đẹp. Rất tuyệt vời. Và bây giờ sẽ quay ra cái model của đôi loa. Dòng này quen thuộc nhưng em vẫn phải làm clip để giới thiệu cho quý vị và các bác các anh em chúng ta nắm bắt được. Ở đằng sau của đôi loa có hai lỗ thông hơi. Và đây là model thương hiệu của đôi loa JBL KS310. Nói về dòng này thì cái đôi loa này nó có một cái trở kháng rất cao, rất dễ phối ghép âm đi và đẩy. Thì nó có trở kháng là 8 ohm và các bác đang được nhìn dòng chữ Margin USA. Đó. Thì nói về nguồn gốc của cái đôi loa này thì em đã nói rất nhiều. Và hàng này thì không phải một mình em bán mà trên thị trường bán rất nhiều và giá thành cũng rất cao, không hề rẻ các bác nha. Và cái đôi loa này thì nó là được cái hãng JBL này là được đặt nhà máy tại Trung Quốc. Đấy, được đặt nhà máy tại Trung Quốc. Chính vì thế khi mà hàng này còn thùng xốp là ở cái ngoài vỏ thùng xốp, tức là thùng giấy để bọc đôi loa này ấy, là nó có sẽ có dòng chữ là Made in China các bác nha. Thùng ngoài giấy bọc đôi loa này, tức là thùng ở ngoài bọc đôi loa này là ở ngoài một thùng giấy là ghi chữ Made in China. Còn ở trong đôi loa, thân đôi loa thì hàng chữ Margin USA. Các bác đã được nhìn thấy rồi. Đây là một đặc điểm của hãng, tức là sản xuất Trung Quốc vẫn cứ là mà phải là
bên ngoài vẫn phải là Margin China và bên trong của hãng JBL vẫn phải là Made in USA. Rồi ok, hàng này không phải một mình em bán các bác nhá. Và giá của dòng loa này, của đôi loa này, nó cực kỳ rẻ, giá 4.6 triệu em vừa báo giá cho quý vị và các bác các anh em. Đó, rất đẹp. Và các bác có thể chơi liền lúc hai đôi loa như thế này. Hai đôi loa như thế này thì 4.6 triệu một đôi thì vị trí là 8 bằng đi 9.2 triệu cho hai đôi loa. Và các bác có thể ghép với một chiếc đẩy khoảng 3-4 triệu nữa và một chiếc vang tầm khoảng cơ hơn 1 triệu hoặc 2 triệu gì đó. Và các bác cho một chiếc mic vào là chúng ta có thể hát hò karaoke và chơi nhạc ở trong gia đình nhà chúng ta rất là hay. Dòng này có chất âm vô cùng tuyệt vời và các bác dùng hàng này các bác cũng đã biết rồi. Nhiều những bác nói là và em đã bán hàng này đi và các bác cũng gọi điện lại và khen ngợi đôi loa này rất là nhiều. Bởi vì nó có một giá thành rẻ nhưng chất âm mang lại đúng là thật là các bác luôn luôn khen khen và nói là rất hay. Nó đáp ứng được về cái thị yếu, tức là nghe nhạc, hát hò karaoke ở trên thân của một đôi loa rất tuyệt vời. Và ngay bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến một bản test âm thanh. Và em sẽ chọn một bài nào đó. Các bác chờ em chút nhé. Em sẽ chọn một bài nhạc. À rồi, bây giờ em sẽ chọn bản nhạc quen thuộc. Một chiếc Hyundai Jaguar 506G, giá chiếc Hyundai là 4.200.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếng bát lẹt sâu tâm cảm mà các bác đang được nghe thấy. Cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất là nhiều.